Chính phủ vừa có tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật giá sửa đổi. Dự thảo này sẽ được Quốc hội thảo luận và thông qua tại kỳ họp thứ 5 khai mạc vào ngày 22 tháng 5 tới. Đối với việc định giá, một trong những vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm nhất là việc quy định giá tối đa tức giá trần và giá tối thiểu tức giá sàn đối với dịch vụ hàng không nội địa tức vé máy bay. Về vấn đề này, Chính phủ cho rằng báo cáo tổng kết luật hàng không dân dụng Việt Nam đã có đánh giá chi tiết và dự thảo luật giá đã hoàn chỉnh cơ chế định giá mặt hàng này theo hướng chuyển từ quy định khung giá sang quy định giá trần, tức bỏ quy định về giá sàn. Nếu tiếp tục bỏ cả giá trần vé máy bay thì sẽ không còn công cụ để điều tiết giá với vé máy bay. Đây là vấn đề thay đổi lớn, thay đổi một chính sách quan trọng so với việc bỏ giá sàn đã được đánh giá rất kỹ nên chưa có cơ sở để bỏ quy định này. Ngoài ra, dịch vụ hàng không nội địa là dịch vụ thiết yếu, tác động tới đời sống người dân, sản xuất, kinh doanh. Nếu bỏ giá trần, các hãng sẽ đưa ra giá vé rất cao, nhất là một số tuyến cạnh tranh sẽ hạn chế vé trong giai đoạn cao điểm. Điều này có thể ảnh hưởng tới quyền lợi người tiêu dùng, tác động tiêu cực xã hội.